Vâng, chào các bác nhé, là em Thành Auto. Thì hôm nay đã là ngày mùng 3 Tết Tân Sửu năm 2021. Thì em Thành Auto lại ngồi đây để trò chuyện và giao lưu với các bác một chút. Mục đích em làm video này để các bác hiểu hơn về cái định hướng của kênh Thành Auto trong cái thời gian sắp tới. Thì với cái mục đích là mang lại cho các bác những cái video chất lượng, thì em trong cái thời gian sắp tới, trong cái năm 2021 này, em sẽ cố gắng ra những cái video thật là chất lượng để cho các bác hiểu rõ hơn về dòng xe VinFast. Ví dụ giới thiệu với các bác những cái kết cấu động cơ sắt xì gầm bệ, hay là đưa ra cho các bác những cái yếu tố kỹ thuật, tính năng, an toàn, hay là giới thiệu cho các bác là về một vài những cái chi tiết nhỏ đắt giá trên cái dòng xe VinFast vượt trội so với các cái dòng xe cùng phân khúc khác như thế nào. Ví dụ như là Fadil, lại lý do tại sao Fadil lại đứng ở cái vị trí top 1 xe phân khúc hạng A bây giờ. Đấy, rồi là VinFast Lux A là đứng đầu xe phân khúc hạng D, VinFast Lux SA đứng đầu trong cái dòng xe phân khúc SUV. Đấy, thì em sẽ cố gắng là sản xuất ra những cái video chất lượng như vậy. Và bên cạnh đó thì em sẽ sản xuất thêm những cái video về tư vấn cho các bác là chính, là chúng ta nên chọn màu xe gì để hợp phong thủy, chúng ta nên chọn kiểu dáng xe gì, mức tiền tầm tiền bao nhiêu để phù hợp với lại nhu cầu đi lại của gia đình mình, nên chọn mua xe trả góp hay là nên chọn mua xe trả thẳng, và chúng ta sẽ có những cái hình thức mua xe như thế nào, và các bác ở đâu có thể mua xe của em Thành Auto, có thể mua xe VinFast của em Thành Auto. Và lý do tại sao các bác nên chọn em Thành Auto là cái điểm để cung cấp những chiếc xe chất lượng đi cho gia đình mình trong cái thời gian sắp tới. Thì đây là những cái định hướng mà em Thành Auto rất là mong các bác ủng hộ em Thành Auto trong cái thời gian sắp tới. Và những cái video như vậy thì em cũng mong là các bác hãy đăng ký kênh, xem nhiệt tình, chia sẻ nhiệt tình những cái video của em Thành Auto. Thì hứa hẹn với các bác chắc chắn là những cái nội dung sẽ rất là khác biệt so với lại tất cả những cái mặt bằng của các kênh YouTube hiện tại ở trên các kênh YouTube về xe ô tô hiện tại. Đấy. Thì em hy vọng rằng là ở cái năm 2022 thì cái số lượng người đăng ký của em nó đã đạt được khoảng tầm 30.000 người đăng ký. Đó là cái mong muốn của em Thành Auto. Cũng rất là mong các bác hãy liên tục chia sẻ hay là đăng ký kênh để ủng hộ em Thành Auto, để em Thành Auto có được những cái động lực để sản xuất ra những cái video chất lượng hơn nữa để phục vụ cho các bác xem và có thêm những kiến thức để chúng ta quyết định mua xe và gặp em Thành Auto tại phòng giao xe của VinFast Hải Dương chúng em. Và bên cạnh xe ô tô mới thì em sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bác những cái chiếc xe đã qua sử dụng mà khách của chúng em đem xe đến trao đổi tại VinFast Hải Dương chúng em, mà khách muốn có nhu cầu bán lại những chiếc xe chất lượng đó để cho các bác đi, thì em sẽ cố gắng là giới thiệu đến cho các bác. Vâng, thì chúng ta mua những cái chiếc xe nó rõ nguồn gốc xuất xứ như vậy và từ dân đi đến dân thì bao giờ là cái giá cả nó cũng sẽ phù hợp hơn cho những người mua. Thì cũng rất là mong các bác hãy ủng hộ, đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh trên kênh của em, chia sẻ rộng rãi cái video này để em Thành Auto sẽ có thêm những cái động lực sản xuất ra những cái video chất lượng. Còn bây giờ thì trong cái năm mới 2021 này, và bây giờ cũng là cái thời điểm là ngày mùng 3 Tết Tân Sửu, em Thành Auto kính chúc tất cả các bác một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, mã đáo thành công, và làm ít ăn nhiều nhà các bác nhà, làm ít ăn nhiều đấy, chúng ta sẽ phải nói như vậy cho nó, bởi vì cái năm Covid để chúng ta đã mất một cái năm vô cùng là bết bát, thì hy vọng sang một cái năm mới này nó sẽ khởi sắc hơn. Chúng ta làm một nhưng mà chúng ta thu về 10, làm một chúng ta thu về 7-8, ok rồi đúng không ạ? Vâng, còn bây giờ thì em xin phép là chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.